Xin chào anh em nhé. Nay mình lấy cái con mồi tơ mình đi tập nữa anh em nha. Nó chưa có kêu lắm đâu. Cứ đem đi dùng loa ép hộ nha. Dùng loa kêu hộ để tập dần thôi. Cái kiểu này thì không biết là anh em có làm không, nhưng mà cái là mình dùng loa kêu phụ thì một số anh em nói là không nên, nó bị hư chim. Nhưng mà tại vì cái con này mình cũng chưa có căng lắm, nên ra là cứ phải lấy loa đi ép hộ. Bây giờ mình cái khu bên kia là vườn tiêu kìa, trời nó sắp tối rồi anh em ơi, 5 giờ rồi. Con nó cái bên kia. Bây giờ mình lấy thank you.